Ngày 28 tháng 5, Mỹ và Trung Quốc đồng loạt lên tiếng về cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn ở thành phố Rafah, cực nam Gaza, khiến 45 người chết, hàng trăm người bị thương hôm 26 tháng 5, theo hãng tin Reuters. Theo đó, khi được hỏi liệu cuộc không kích trên có thể xếp vào loại chết chóc và hủy diệt, điều có thể dẫn đến việc Mỹ từ chối cung cấp thêm viện trợ cho Israel hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kibai nói, Israel đã nói rằng đây là một sai lầm bi thảm Ông Kibai cũng lưu ý Mỹ không có thước đo hay hạn ngạch ở đây. Ông Kibai chính xác lặp lại phát ngôn trước đó của Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, hôm 27 tháng 5 rằng vụ Israel không kích trại tị nạn ở thành phố Davah là sai lầm bi thảm và Israel đang điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, người phát ngôn này còn cho biết Washington chưa thấy dấu hiệu một cuộc tấn công lớn của Israel vào Davah, lưu ý rằng các hoạt động của Israel chủ yếu diễn ra tại một hành lang ở ngoài ô Davah. Ông Kibay cho hay, chúng tôi cũng đã nói rằng chúng tôi không muốn chứng kiến một chiến dịch lớn trên bộ ở Rafa vì điều này sẽ thực sự gây khó khăn cho Israel trong việc truy đuổi Hamas mà không gây ra thiệt hại lớn và có thể gây ra số lượng lớn người chết. Ngoài ra, khi được hỏi liệu các cuộc tấn công của Israel có thể đẩy ông Biden vào thế khó hay không, ông Kibay nói Mỹ lo ngại hơn việc Israel có thể ngày càng bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế với cách thức tiến hành các hoạt động của nước này ở Gaza. Ông Kibai nói thêm, vì vậy đây rõ ràng là điều đáng lo ngại vì nó không mang lại lợi ích tốt nhất cho Israel. Việc Israel ngày càng bị cô lập trên trường thế giới không phải là lợi ích tốt nhất của chúng tôi. Trong khi đó, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói rằng thậm chí từ bi thảm cũng không thể mô tả được cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn ở Rafah. Cạnh đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Matthew Miller nói rằng Washington sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc điều tra của Israel về vụ lực lượng Israel không kích trại tị nạn. Cũng trong ngày 28 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Bắc Kinh đặc biệt quan ngại về hoạt động quân sự của Israel ở Dava. Bà Mao nói, chúng tôi lưu ý rằng Tòa Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc đã lần thứ ba đưa ra lệnh áp dụng các biện pháp tạm thời đối với cuộc xung đột Israel-Hamas và lần đầu tiên đã yêu cầu một cách rõ ràng việc ngừng tấn công quân sự ở khu vực liên quan. Theo bà Mao, điều đó cho thấy sự đồng thuận và kêu gọi mạnh mẽ của thế giới về lệnh ngừng bán khẩn cấp, bảo vệ dân thường và giảm leo thang của khủng hoảng nhân đạo. Bà Mao cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc về xung đột Israel-Hamas. Bà Mao nhấn mạnh, chúng tôi phản đối bất kỳ hành động nào vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế. Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên bảo vệ dân thường và các cơ sở dân sự, đồng thời kêu gọi mạnh mẽ Israel thực hiện lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và ngăn chặn cuộc tấn công vào Rafah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước quốc hội ngày 27 tháng 5 đề cập về vụ quân đội nước này không kích Rafah, giải Gaza. Tại Rafah, chúng tôi đã sơ tán hơn 1 triệu dân thường và dù đã nỗ lực hết sức, sai lầm bi thảm vẫn xảy ra vào ngày hôm qua. Cơ quan y tế ở giải Gaza cho biết, ít nhất 45 người thiệt mạng và 249 người bị thương sau khi Israel ngày 26 tháng 5 không kích vào khu phố Ten al-Sultan ở Rafah, nơi hàng nghìn người đang ẩn náu sau khi sơ tán từ các khu vực khác của giải đất. Ông Netanyahu nói với chính phủ Israel đang điều tra thông tin liên quan thương vong dân thường trong vụ không kích và sẽ sớm đưa ra kết luận. Ông đồng thời cam kết vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự để tiêu diệt Hamas. Thủ tướng Israel nhấn mạnh, không gì có thể thay thế chiến thắng hoàn toàn ở Gaza. Thủ tướng Netanyahu cũng nhắc về những áp lực từ cả trong và ngoài nước mà chính phủ của ông phải đối mặt từ khi bắt đầu xung đột ở giải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Lãnh đạo Israel nhấn mạnh, họ nói đừng vào giải Gaza, chúng tôi đã vào. Họ nói đừng tiến vào Sifa, chúng tôi vẫn làm. Đừng vào Khan Yunis, Rafah, -u. chúng tôi đã vào. Tôi không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục như vậy. Tôi đứng vững trước những áp lực từ trong và ngoài nước. Quân đội Israel ban đầu tuyên bố đã hạ hai chỉ huy cấp cao của Hamas trong cuộc không kích Rafah và đang điều tra những thông tin về thương vong ở dân thường. Quân đội khẳng định cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu hợp pháp theo luật quốc tế phát ngôn viên chính phủ israel avi himan sau đó thừa nhận đây là vấn đề nghiêm trọng bất kỳ tổn thất nào về nhân mạng dân thường đều nghiêm trọng và tồi tệ chúng tôi đã tìm cách truy đuổi hamas và hạn chế thương vong cho dân thường sự việc này còn nhiều điều phải làm rõ ông nói nhiều lãnh đạo thế giới đã bày tỏ phẫn nộ và kêu gọi israel dừng hoạt động quân sự ở rafah sau vụ không kích mỹ đồng minh thân thiết nhất cũng yêu cầu israel thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường palestine Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói, Israel có quyền truy lùng Hamas và chúng tôi biết cuộc không kích đã hạ hai thành viên cấp cao của nhóm này. Tuy nhiên, chúng tôi phải làm rõ rằng Israel cần thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường. Rafah là thành phố cực nam ở dài Gaza, hiện có khoảng 1,4 triệu người Palestine trú ngụ sau khi sơ tán từ các khu vực khác ở dài đất. Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Rafah đầu tháng này, bất chấp cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, nhiều lần cảnh báo động thái này có thể dẫn đến khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, hôm nay tuyên bố đã phóng rocket vào Tel Aviv để đáp trả các vụ thảm sát của Israel nhằm vào dân thường. Kênh truyền hình Al-Assa của Hamas cho biết rocket được phóng từ giải Gaza. Quân đội Israel nói rằng ít nhất 8 quả rocket được phóng từ thành phố Rafah ở cực nam Gaza. Một số quả đã bị lực lượng phòng không Israel đánh chặn. Theo quân đội Israel, một phóng viên AFP cũng nói rằng rocket được phóng từ Rafah và xuất hiện ít nhất ba tiếng nổ ở Tel Aviv. Cuộc tập kích của Hamas khiến Tel Aviv phải kích hoạt còi báo động lần đầu tiên sau 4 tháng. Quân đội Israel cho biết, báo động không kích được kích hoạt trên khắp miền Trung Israel khi giao tranh nổ ra ở Gaza, trong đó có thành phố Rafah. Giới chức Israel cho biết, họ chưa ghi nhận thông tin thương vong hay thiệt hại do loạt rocket của Hamas. Cuộc tấn công cho thấy Hamas có thể phóng rocket tầm xa, dù bị quân đội Israel tấn công ác liệt cả trên không và trên mặt đất suốt hơn 7 tháng qua. Rafah là thành phố cực nam ở giải Gaza, hiện có khoảng 1,4 triệu người Palestine trú ngụ sau khi chạy nạn tới từ các khu vực khác ở vùng lãnh thổ. Israel nhiều lần tuyên bố mở chiến dịch trên bộ quy mô lớn vào Rafah để nhổ tận gốc Hamas, dù cộng đồng quốc tế trong đó có Mỹ nhiều lần cảnh báo động thái này có thể dẫn đến khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. Cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào Hamas ở Gaza đến nay đã khiến ít nhất 35.984 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Quân đội Israel xác nhận về cuộc không kích nhằm vào Rafah và cho biết động thái này nhắm mục tiêu vào một cơ sở của Hamas, nơi có các thành viên cấp cao. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine, PRCS, tuyên bố Số người chết có thể sẽ tăng lên khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục ở khu Tan An Sultan của Rafa, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía tây bắc. PRCS khẳng định rằng địa điểm này đã được Israel chỉ định là khu vực nhân đạo và không nằm trong các khu vực mà quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán hồi đầu tháng. Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi còi báo động vang lên ở Tel Aviv và khắp miền Trung Israel, lần đầu tiên kể từ tháng 1. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết một loạt tám quả rocket được bắn từ khu vực Rafah. Hệ thống phòng không của Israel đã chặn hầu hết các rocket. Một số chuyến bay tại sân bay Ben Gurion đã bị hoãn hoặc hủy. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas tuyên bố trên Telegram rằng lực lượng này đã tiến hành vụ tấn công và các rocket được phóng để đáp trả cuộc thảm sát nhằm vào người dân thường. Sau vụ việc, thành viên nội các chiến tranh của Israel, ông ben Nigan khẳng định Cuộc tấn công hôm nay từ Rafa là bằng chứng cho thấy IDF phải hành động ở bất cứ nơi nào mà Hamas hiện diện. Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia nhận định Israel sẽ gặp ít khó khăn khi tấn công các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Iran. Theo họ, Iran sở hữu lực lượng không quân không được cập nhật và hệ thống phòng không trong nước chủ yếu dựa trên các mẫu cũ của Nga. Vụ tấn công hôm 13 tháng 4 bằng loạt máy bay không người lái UAV và tên lửa của Iran đã chứng minh sức mạnh của kho vũ khí trên không và hệ thống phòng thủ đáng gờm của Israel. Theo Israel, hàng trăm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV của Iran chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho nước này. Ông Zavika Haimovic, cựu tướng không quân Israel cho biết Iran là siêu cường về tên lửa đạn đạo chiến thuật và UAV. Tuy nhiên, hệ thống phòng không Iran lại được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300 của Nga hoặc các hệ thống nội địa như Bava-373, Kodat, Daat, Seyad và Talas cùng các máy bay cũ của Mỹ và Nga và một số loại có từ những năm 1970. Đáng nói, Iran đã triển khai các hệ thống tương tự ở Syria từ năm 2015 và giúp cho phi công Israel có được nhiều năm tích lũy trong việc đối phó. Cũng theo ông CH Gausa, nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược Thống nhất Hoàng gia ở London, thách thức chính đối với Israel có thể không phải là né tránh tên lửa đất đối không của Iran, mà là tấn công thành công các căn cứ quân sự ở phía Tây và phía Nam Iran vốn đòi hỏi sử dụng bom xuyên phá. Ông Kausa cho biết, dàn tiêm kích của Israel như F-35 có thể trốn tránh mạng lưới phòng không Iran, nhưng thường mang theo vũ khí nhỏ hơn để chống lại các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Israel có thể cần đến những loại đạn lớn hơn và phải sử dụng các tiêm kích như F-16. Tuy nhiên, máy bay này lại dễ bị radar phát hiện. Để đảm bảo an toàn, các phi công có thể phải phóng vũ khí từ xa. Ông Cao Sa nói những máy bay này có thể xuyên thủng mạng lưới phòng không của Iran nhưng lại làm tăng nguy cơ tổn thất cho phía Israel. Trên lý thuyết, năng lực đánh chặn của Iran đối với một số loại đạn dược của Israel cũng gia tăng. Theo các nhà phân tích, nếu căng thẳng gia tăng, Iran có thể sử dụng kho vũ khí có hơn 3.500 tên lửa và hàng nghìn UAV để tấn công Israel một lần nữa. Trong khi đó, hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel được xây dựng quanh các hệ thống Adol tầm cao đã thành công ngăn chặn đợt tấn công của Iran vào cuối tuần qua. Hệ thống David Sling tầm trung và Iron Dome vòng sát tầm ngắn của Israel cũng đã chống lại hàng nghìn tên lửa bắn từ giải Gaza và Lebanon Tuy nhiên, chi phí cho hoạt động đánh chặn tên lửa với Israel không hề nhỏ, mặc dù giới chức Israel không đưa ra thông tin chi tiết, nhưng theo tính toán của một số nhà phân tích, vụ tấn công đã khiến Iran tiêu tốn 80-100 triệu đô la Mỹ, song phía Israel và các đồng minh đã phải chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để đẩy lui. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 21 tháng 4 bác bỏ những lời chỉ trích ngày càng tăng tại Israel cho rằng ông chưa hành động đủ để đảm bảo tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ. Thật không may cho đến nay, tất cả đề xuất thả con tin của chúng tôi đều bị Hamas từ chối thẳng thừng. 129 con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10 được cho là vẫn còn ở Gaza gia đình của các con tin đã hối thúc chính phủ Israel phải hành động nhiều hơn để đạt được thỏa thuận, đồng thời cảnh báo thời gian không còn nhiều cho những người vẫn bị giam giữ. Ông Netanyahu khẳng định, thay vì rút lại quan điểm cực đoan của mình, Hamas lại gây chia rẽ trong nội bộ chúng tôi. Điều này càng gia tăng áp lực nhắm vào chính phủ Israel. Kết quả là Hamas càng thắt chặt các điều kiện để thả con tin của chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ giáng thêm những đòn đau đớn vào Hamas và điều đó sẽ sớm xảy ra. Ông Netanyahu tuyên bố trong những ngày tới, Israel sẽ tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Hamas vì đây là cách duy nhất để giải thoát con tin và giành được chiến thắng. Theo một quan chức Israel, nội các chiến tranh Israel, trong đó có thủ tướng Netanyahu, đã họp vào cuối ngày 21 tháng 4 để thảo luận về nỗ lực giải cứu những con tin còn lại đang bị giam giữ ở Gaza. Israel đã phát động cuộc chiến với Hamas ở Gaza sau vụ tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Cơ quan Y tế Palestine hôm 21 tháng 4 thông báo ít nhất 34.097 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, trong đó hơn 70% số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, ít nhất 76.980 người cũng bị thương. Một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11 đã cho phép thả 105 con tin. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gần đây giữa hai bên đã bị đình trệ các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin đã được các bên trung gian hòa giải tạo điều kiện trong nhiều tuần nhưng gần đây không mang lại đột phá rõ ràng nào. Theo các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán, khuôn khổ mà các nhà đàm phán đặt ra sẽ là giao tranh tạm dừng trong 6 tuần, trong đó Hamas sẽ thả 40 con tin còn lại, bao gồm tất cả phụ nữ cũng như đàn ông lớn tuổi và ốm yếu, đổi lại hàng trăm tù nhân Palestine sẽ được trả tự do khỏi các nhà tù của Israel. Hamas đã nói với các bên hòa giải bao gồm Qatar và Ai Cập rằng lực lượng này không có 40 con tin còn sống đáp ứng các tiêu chí để được thả. Hamas đã lên án việc Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ nước ngoài trị giá hơn 26 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Đây gọi là hành vi vi phạm các chuẩn mực nhân đạo và bật đèn xanh cho việc sát hại thêm người Palestine và cộng đồng của họ trong khi đó thủ tướng israel benjamin netanyahu cho biết gói viện trợ này thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng mỹ đối với israel và bảo vệ nền văn minh phương tây